Đấy, ở đây mới nói gì? Mới nói là người ăn chay thì phải kiên trì giữ tâm niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Để cầu sinh Tây Phương, để cầu thoát ly sinh tử. Còn nói nếu mà người ăn mặn á, còn người ăn mặn á thì cốt yếu là đừng có sát sinh, phải giữ giới, không được giết hại. Có người mà chưa ăn chay được á thì cố gắng đừng có tự tay sát sinh, đừng có bảo người sát sinh. Đó. Đừng có khen tặng cái sự sát sinh, mà đây là đặc biệt là gì? Không được tự tay sát sinh và bảo người giết cho mình ăn, mà gọi là ăn tam tịnh nhục á, đi ra chợ mà mua. Thế gia đình nào, Phật tử nào mà chưa ăn chay trường được á, thì ra chợ mà mua, mua cái đồ họ làm sẵn rồi á, thì đó gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện cũng như không là dặn trước người hàng thịt làm trước cho ta, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Tức là chuyện hay là chúng ta ra chẳng hạn, ví dụ là thấy miếng thịt lợn họ bán sẵn đấy, chúng ta bảo phải bán cho 1 cân thịt về có khách hay về gia đình ăn chẳng hạn, mắt không thấy tai không nghe con lợn đó trước khi nó chết, và cũng không gọi điện dặn trước, chúng ta thấy gì thì mua đấy, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Bước đầu học Phật thì Đức Phật cũng có thể khai cho là gì? Là có thể ăn tam tịnh nhục được. Đấy là dành cho người sơ cơ mới học Phật. Cho đây ở đây mới nói là gì? Khi mà nói là người ăn mặn thì cũng gì? Cốt yếu là phải giữ giới, không sát sinh. Thì công đức cũng gì? Cũng có vậy, cũng tốt vậy.